A few moments later. Okay, now, here, morning to open the game some nano and a copy channel, my good channel, Pheak Gaming KH. Now, here, channel, and got good gameplay, all logic, and high complying, applying. Channel, here, I told the two to subscribe code, and we'll remind you about that link in the description, can come with only. Okay, so now, here. Chụp khi mà nói đến hai chữ mới Selena gaming nè kia, đây không biết đâu nó cứ nhôm thằng dây bị hero chẳng đắp đại chỉ hero đại bốc thay đại lươn bấm phật nè kia, chẳng không chỉ đóng hero đắp nó hero khác, si thay đại lươn hai rốt của bạn lươn này, tai mình hero khác còn si thay đại bạn lươn phần tai là về còn rốt rốt sai lươn này, chẳng từng ăn những thứ chẳng đắp hay còn nhôm mặt bạn chập chập nọc nạ tha hero na lươn chứ hero na si khăng chứ hero na đây, chẳng nhôm còn tự chọn dây bị hero chẳng đắp chẳng là nhôm bạn đã chọn nạ này, chẳng cần nói thay kia vô chỉ lòng thay nhôm đã hero ni lệch mui lệch bị lệch bơi nà khăng chè nà ở đây chẳng nè nè ngay chẳng nào kia cùng mọi chẳng sầm đọc kia dân đại tâm mọi mấy nè tâm anh chưa subscribe nè chú chưa subscribe bao nhiêu đang nhôm mình nói phong nè ngay đồng bài được đôi bán video coi coi vì nhôm tiền dân bộ kia kia dân trong anh nhôm sầm đọc po nhôm lên gameplay ở lại cái này gặp play hero này nè kia cảm ơn chú hero nâng cao mà nè nhôm đừng mơ hái nhôm cắt tóc chẳng nhôm đừng thua gameplay ở nơi sầm đọc po nè kia nè hay trong anh nhôm lên hero ấy chú được có hanzo được có hero ấy các bạn này nè hay cảm ơn nâng cao nhôm bạn đừng quá nè nhôm đừng cắt tóc ngày ok chẳng nào kia dân cho được nông việt ô dân vĩnh chắc hero từ bóng kê để nhóm trong giấy nào khi cứ chỉ hero xử lý chắc để hero để khi dân ở đại sư do lên chứ hero đang bắt hero nó cứ bốc thay lại lên một trận hay là si lot si thao thao si ấy còn lươn này chắc là khi hero nó cứ hero son chắc là khi hero son nó cứ chỉ hero favorite phần nhóm để nhóm liên lên một ba lần chân từ bóng hero nó cứ si lot lươn một trận hay ở thao đất cứ si lươn này chắc là khi đôi video để nhóm ban đầu khi mời chắc là khi nào khi khi là nhóm trong nơi pram và mũi là vào pram về và mũi thế nào khi nào mới nhôm ai nhôm con đã skill địa bay hay là nhôm đã spell vay lớn á cứ nhôm ai đã thoát ra ban môi plem plem rồi thoát ra nó cứ chiêm thoát ra nó bay điện chẳng á nào khi nào mới cứ đã skill địa bay đã spell vay lớn cứ bắt đã thoát ra môi ban plem plem ở đằng bên miền nhiên nơi nơi càng nơi không nơi ao chẳng á na nơi này chẳng lo mình tay nào khi nào hero sun sầm đập đã thoát ra phần trái còn ha hero sun nó được bay được cái đánh mò tám còn và bạn rộn tịnh chẳng á, bọn mình skill bling stu chân stu ấy load chân bị kê ở chai ba này vì mình đã skill vì mình đã skill stu cho rock kê chẳng á, nên ngay anh chẳng hero để nhắm chân gì và toàn tích cứ hero kimmy nhà cái này hero kimmy thôi bắt được chiều maxman mình bàn tay hero nó còn nhắm vô lên tầm bay ở dương vô lên tầm tam ca trong nó chất phân dương thì nhắm chân lên lại cái nào mà lại cái nào trong thơ xì ở ban kia chả ăn được cái lại cái nào ở bục thoát kê chúng nhôm lên phía trên nhôm vô hero nó bay lên bộ thời đại kề là bay chọn vô trên này chúng nhôm hero nó cứ nhôm vô spell trong làm ăn nhôm vô spell rút lướt hay nó chưa defy làm bay dương bộ thời đại dương rút chẳng á hai mươi tiết emblem cứ nhôm vô emblem trang ngõ làm bay nhôm bộ talent thì bay nó vượt vời dương si thọ thọ si lot si ấy lướt hay nó thời đại dương bắn chưa dương môn chẳng á bắn nhôm vô emblem trang ngõ nó tới chẳng là thế đang tha kim mỹ việt miệt hạ speed đi tôi chỉ nơi là vẽ trong là vẽ buôn là vẽ pram của việc anh ban thay đất tay tay lên lên còn lại cho phe cả lại đây là đấng người ta kim mi ban như ra thay đất cứ si lươn mình tên chẳng nghe na trong hero nó cứ si thay đất lươn hay bởi trong rốt ban lươn cứ đặt spell splicker đặt spell rốt lươn hay là purify đang đập bệnh đo stun loại kề chẳng nghe na trong hero nó cứ lo mình tên sản phẩm cao push thay đất không cho nó maxman được cứ hero nó vẽ mình thắt speed để việc anh ban lươn màn chẳng nghe nên ngay ok nào cái này trong hero top tiếp cứ mag này cái này phải hero mag cứ dạng này cái đang là dạng nhưng mà đã skill team mui đã ai chào nó không thể đặt bán á trong hero nó lên solo lọ cò lõ hay push turret còn lươn này với giá của trợ para attack speed bay ban skill với cái trợ ban ở ban lươn này chẳng hạn hay vì nào mỗi vì miền là sạt nhưng anh đã sạt càng không thể đặt ở thấp sạt nhưng bị chui ban dương ban phong sẵn bị chui ban phong chẳng hạn chẳng lươn mình tên sản phẩm giá này nếu nhẹ đầy lên giá cứ đăng ấy đăng thay hero nó cứ bục thay đặt ban lươn này lo mình tên sản phẩm hero max chẳng
ខ្ញុំនិយាយពី Hero បន្តទៀតអ្នកគ្នា Hero ទី4 Hero បន្តទៀតគឺ Masa Masa ហ្នឹងជា Hero ដែលគ្នាយើងពីណាក៏ដឹងដែរ 100% ក៏ដឹងថា Hero ហ្នឹងកំពូចោចុះដែរកំពូចោលួយ Turret ហ្នឹងគឺ See Turret ហើយរត់ក៏លឿនអីក៏លឿនលឿនលឿនមកក្ប្លេយើងលឿនមកក្ប្លេអញ្ចឹង Hero ហ្នឹងណាគេស្អប់ដែរព្រោះអីលេងលួយពេកបកកែលួយពេកអញ្ចឹងហេមុនគេចាប់ដាក់គុកបានដងព្រេងគោអីឆនសិនចាប់ដាក់គុកលើទៅសាយអ្នកកាត់តនឹងទៀតកាត់តដាក់បាល់ចនសិននឹងព្រេងគោចាប់ឆាប់មកសាចូលគុកចឹងណានេះ Hero នឹងគឺណាដឹងហើយថាបុកលឿនហើយឥឡូវខ្ញុំនិយាយ Hero បន្តទៀតបន្តហើយគឺ Hellcat ណានេះ Assassin ចឹងណានេះ Hero Hellcat នឹងគឺដោយសារតែអ្នកខ្លះគាត់ចង់លេងតាម style ផងគាត់ដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងណាចង់លេងបុក Turret ហើយនឹងលេងលេងធ្វើស៊ីគេបើលក្ខណៈលេងបុក Turret វិញអ្នកខ្ញុំគាត់ຕົក skill ទី3ដើម្បីបិទ map ពេលខ្លះគាត់លួច Turret គេទៅគេមកម្ដងមកក្រុម2 3នាក់អញ្ចឹងទៅគឺអាចស៊ីគាត់បានដែរគាត់ដាក់បិទ map រត់ទៅគឺរត់បានដែរតោះតាមគាត់អត់ទាន់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង Hero នឹងមាន skill ទី1 blink ស្ទុះចេញហើយមាន skill ទី3រត់អញ្ចឹងរត់បានលឿនហើយធ្វើស៊ី Turret ក៏បានក៏ឆ្កឹះលឿនដែរឆ្កឹះខ្វាក់ខ្វាក់ដាច់ Turret លឿនមែនទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង Hero នឹងក៏គេប្រើដើម្បីលួច Turret ដែរបើខ្ញុំលេងភាគច្រើនខ្ញុំអត់សូវយក Hero នឹងលេងលួច Turret ហើយខ្ញុំចង់លេងដើម្បីធ្វើស៊ីគេវិញព្រោះអី Hero នឹងគឺសំខាន់គឺលួចធ្វើស៊ី Marksman ឬក៏ Assassin ឬក៏ Hero Mag ដែលឈាមផុយៗគឺលួចបានលឿនមែនទេដូចជាឲ្យពេលខ្លះ Marksman គាត់នៅពីក្រោយ Tank ក៏ដោយក៏ខ្ញុំបិទ Map លោតទៅស៊ីពីក្រោយបានវិញដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹង Hero ល្អមែនទែនហើយយើងនិយាយពី Hero បន្តទៀតគឺ Hero Hayabusa ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ Assassin លក្ខណៈ Hayabusa ក៏គាត់ solo រហូតគាត់លេង solo ហើយអត់ស្ូវមានគេទេតែហ៊ាន solo មកគាត់អញ្ចឹងគេត្រូវបែងចែកមនុស្ស2នាក់ដើម្បីទៅទប់ Hayabusa តែឯងអញ្ចឹងពេលខ្លះHayabusa គឺ solo ហើយស្រួលមែនទែនអ្នកខ្ញុំស្រួលក្នុងការបុក Turret ពួកអីគាត់មាន skill ទី2អាចកិច្ចមកកិច្ចទៅណាកិច្ចទៅនោះអញ្ចឹងគេដេញវាយគាត់អត់តាន់ទេអញ្ចឹងHero នឹងគឺលួចថរិតគេហើយគឺរត់បានលឿនទៀតអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺគេយកហាយាអ៊ូសាដើម្បីលួចគឺលួចបានល្អមែនទែនហើយ Hero បន្ទាប់ទៀតអ្នកនាងគឺ Hero Harad អ្នកនាងខ្ញុំនិយាយពី Hero Maxson Harad គឺគាត់ភាគច្រើនគេអត់សូវយកលេខបុកថរិតទេប៉ុន្តែដោយសារ Hero នឹងគឺខ្ញុំឃើញ skill ផងគាត់អា skill ទី2ណាគ្នាពេលខ្លះចង់ធ្វើស៊ីថរិតទៅឲ្យថាមានមីញនៅក្នុងនោះណាគ្នា Harad ធ្វើស៊ីថរិតតែមួយ play ទេបើសិនបើសិនយើងដាក់ skill ultimate ទៅហើយយើងដាក់ skill ទី2ឆ្លាស់ទៅឆ្លាស់មកបាញ់ turret បានរហូតណាគ្នាគឺ see turret លឿនមែនតើអញ្ចឹងដូចលក្ខណៈយើងដាក់ ultimate ធ្វើ see មនុស្សអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងធ្វើ see turret ដូចគ្នាដាក់ ultimate ធ្វើ see turret បានណាគ្នាអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំនិយាយពី hero បន្ទាប់ទៀតគឺ hero link assassin ដែល see turret ហើយរត់បានលឿនដែរអញ្ចឹងគេមកគាត់តែគេមករត់ចូលថ្មពុបអញ្ចឹងhero ហ្នឹងគឺធ្វើ see turret លឿនមែនតើអ្នកខ្ញុំឃើញគេយក hero ហ្នឹងធ្វើ see turret ក៏បានយកតែធ្វើស៊ី Hero Marksman Hero ឈាមប្រយផ្ោយក៏បានដែរយើងនោះ Hero ឡមែនតើហើយមករយៈភាគច្រើនគឺឥឡូវនេះគឺខ្ញុំឃើញគេ ban link ច្រើនហ្នឹងហើយដោយសារតែ Hero នោះគឺពិបាកលេងជាមួយមែនតើចុះអ្នកនេះគ្នា Hero បន្ទាប់ទៀតគឺ Karina អ្នកនេះ Karina Karina ដោយសារតែ Hero Karina ហ្នឹងគាត់គេប្រើដើម្បីយកទៅលុយ Turret លឿនដោយសារគាត់ស៊ី Turret ហើយគឺគាត់មាន skill អាច skill ទី1នឹងអាចរត់លឿនអញ្ចឹងណាបាំងរត់លឿនអញ្ចឹងបើសិន Marksman ឬក៏ Hero គេមកដេញគឺប្របាក់បន្តិចដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង Hero ទី Karina នឹងគឺល្អសម្រាប់លួច Turret ដែរតែគាត់ថាខ្ញុំមិនសូវឃើញគេលេងទេសពថ្ងៃគាត់ថាតែចេញ Hero ថ្មីថ្មីក្រោយក្រោយច្រើនអញ្ចឹងទៅគេយកតែ Hero ក្រោយក្រោយលេងអញ្ចឹងទៅហើយ Hero ចាស់ចាស់មួយចំនួនបាត់មុខអស់ហើយមិនសូវមានគេយកលេងហើយ Hero ចុងក្រោយគេបងអស់នេះគ្នាគឺខ្ញុំនិយាយពី Natalia Natalia នេះគ្នា Natalia គឺអាឡូនឹងសំងៃគេអត់តន់អាប់ដេត skill ទេគេតែមិនដាក់អាប់ដេត skill នៅក្នុង test server តែបន្តិចទៀត original server ក៏គេអាប់ដេតឲ្យលេងយើងលេងអញ្ចឹងដែរហើយ hero ហ្នឹងគឺបើសិនជាគេអាប់ដេត skill ទី3អញ្ចឹងលួចធ្វើ see មនុស្សក៏លឿនលួចធ្វើ see turret ក៏បានដែរអ្នកគ្នាដោយសារតែ hero ហ្នឹងគឺម្បាំងកាយហើយដល់ពេលចេញទៅឆ្មក minion plate ហើយចូលទៅ see turret see turret ហើយបើសិនជាគេអាប់ដេតណា skill ទី3ហ្នឹងបើសិនជាមានគេមកតាមអ្នកគ្នានឹងឲ្យចុច skill ទី3ទៅម្បាំងកាយនឹងឲ្យរត់ចេញតែមកចងាយទៅគេមើលអ្នកគ្នាឃើញប៉ុន្តែមានចំណុចខ្សោយមួយគឺកំទៅចិត្តគេពេកព្រោះអីសប្ងាយបើសិនអ្នកគ្នាទៅចិត្តគេរៀងទៅចិត្តគេបន្តិចគឺគេនឹងឃើញអ្នកគ្នាម្ដងឃើញយើងបរហានខ្លួននេះគេឃើញបណ្ដោយមិនចាំបាច់ទៅវាយគេវារៀងអន់យើងមុនអាត្រង់កន្លែងនឹងតិចអ្នកគ្នាប៉ុន្តែក៏យើងនៅតែមានឱកាសរត់ដែរពេលយើងជួយបង្ការគេអត់ចាប់ map យើងបែបផ្សេងយើងនៅឆ្ងាយពីគេបន្តិចណាកុំនៅជិតគេពេកអញ្ចឹងគេនៅតែដេញយត់តាន់ឲ្យលួចស៊ីថារ៉េតឲ្យក៏រត់បានភ្លាមៗដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង Hero Natalia ក៏ល្អដែរអញ្ចឹងអ្នកនេះខ្ញុំនិយាយពី Hero ទាំង10ហ្នឹងដែលលួចធ្វើស៊ីថារ៉េតលឿន
hay đôi khi dân giấy comment nhom vú ấy có thang rồi Heroន có lối thơ xin cho đất bán đấy ở Hero nó mình liền nó ngay trời pro trời đấy còn là tha Hero được đáp là nhom giấy mình nó cứ vì còn là vì miền skill rất lươn hay năng vì lo chieng Hero xem xem được ở chẳng hạn chẳng đáp nó trái bỏ sang nào khi mình comment được có kết hai Hero miền Hero xem để lối xin cho đất lươn bán lươn đấy khi ai comment được càng cao nhom bán đằng phòng chứ na nó ngay ok nào khi này chân khi dân đã chọn cho subscribe rồi thì ai chú cho subscribe mình muốn bao nhiêu nhà cái đằng phong làm bây giờ tôi bán video nhưng cái cái tiền là ngày chân video nó cứ ngày nó cứ như mình vẫn đang ngay hai ao con trăm mình tay nào khi này đại chậm lại pay liền mềm lấy tôi sẽ làm video mình chân chân chụp khi này nó không video cái tiền